64.402.000 anh em. Hello anh em, chào mừng anh em tới kênh của tôi anh em nhé. Anh em và tôi đang ở trên bãi này. Hôm nay là ngày 16 anh em ạ. Hôm nay ngày 16 tháng 1, tôi hôm nay có một tin vui, một tin buồn anh em ạ. Thôi cứ kể tin vui trước anh em nhé. Thì hôm nay là ngày thông báo có lương anh em ạ. Thì lương được như thế nào thì anh em cùng tôi xem anh em nhé. Cùng xem cái bảng lương của tôi xem tháng đầu tiên tôi thu nhập được bao nhiêu nhé. Và tổng doanh thu của tôi là bao nhiêu anh em nhé. Ở đây, bảng lương của tôi đây anh em. Hello anh em. Thì tôi đang ở trên thành phố Thái Nguyên anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Sổ số kiến thiết Thái Nguyên. Đằng kia là có siêu thị HC Thái Nguyên. Đây là Vincom anh em. Vincom Plaza. Hôm nay tôi chạy con xe số 52 anh em. Vừa lúc nãy đang nói chuyện với câu chuyện dở với câu chuyện về lương ấy. Nói chuyện dở câu chuyện về lương thì có chuyện mình đến lượt anh em ạ, đến lượt sân bay. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 11 rồi anh em. 16 tháng 11 rồi, để bây giờ tôi sẽ cho anh em xem cái bảng lương anh em nhé. Bây giờ đang trên Thái Nguyên, khả năng là cũng không có khách về, tôi đợi một lúc xem có khách về không. Thì trong thời gian chờ đấy tôi sẽ nói chuyện bảng lương cho anh em nhé. Thì tôi nói chuyện bảng lương này. Tháng vừa rồi thì đây để tôi cho anh em xem nhá. Thế anh em có thể xem trên màn hình anh em nhá. Anh em có thể xem cái bảng lương của tôi trên màn hình nhá anh em nhá. Để tôi còn tôi sẽ xem trên cái điện thoại này anh em. Thì tôi sẽ chụp hẳn cái màn hình cho anh em xem nhá. Cái màn hình và cái bảng lương luôn anh em nhá. Thì tháng vừa rồi đây. Đây là lương tháng 10 anh em có thể trên đầu này. Cái cột đầu tiên là tổng doanh thu anh em nhé. Thì tôi tên là Nguyễn Văn Thu anh em ạ. Nguyễn Văn Thu là số 242 đây anh em. Thì tháng vừa rồi là tôi được 20 triệu anh em. 20.380.000. Còn một bạn ở dưới là được 21.825.000. Còn bạn ở dưới nữa này, Dương Thế Ngọc này, được 33.593.000 anh em. Thì đây thì tôi sẽ cho anh em xem những có một số người là doanh thu cao khủng khiếp luôn anh em nhé. Bây giờ nhé, tôi sẽ cho anh em xem cái người là những cái người mà lái lâu rồi này. Còn những cái trang vừa rồi là tôi là đấy là lái mới anh em. Thì đây lái lâu rồi đây anh em. Có người ở đây có người nhiều tiền nhất là bạn Nguyễn Viết Ân này. 64.402.000 anh em. Xong bạn Lê Văn Minh này, 50.539.000 anh em. Bạn Nguyễn Văn Thắng này, 57.281.000 anh em. Đấy là những người có doanh thu khá là cao anh em. Thì tôi tháng vừa rồi là được 20 triệu anh em. Đấy anh em có thể xem ở cái hình ảnh tôi vừa chụp của tôi đấy anh em. Đấy anh em, tôi được 20.380.000. Thì đấy là tổng doanh thu của tôi anh em. Thì còn thực lĩnh tôi được bao nhiêu thì đây anh em, tôi có thể cho anh em xem. Thực lĩnh sau khi trừ hết các thuế này, các phần trăm cho công ty này, xem còn là còn lại bao nhiêu anh em nhé. Thực lĩnh là còn 4.880.000. Doanh thu thì là tổng thế, tổng doanh thu đây, xong thì mình còn phải chia với công ty này anh em. Mình chia mình còn lại của lái xe chỉ có là 7. Mình còn khoảng 20 triệu, mình được khoảng 10 triệu anh em ạ. 50-50 49-51 đấy. Thì mình còn khoảng 10 triệu, mình trừ đi xăng là 2.8 anh em. Trừ đi xăng là 2.8 này. Trừ đi cái phí sảnh sân bay là 1.134.000. Phí sảnh sân bay là 1.134.000 anh em nhé. Đấy là trừ phí sảnh sân bay. Thì còn lại thu nhập chỉ còn là 4.880.000 thôi anh em. Đấy là chuyện vui là hôm nay là có cái tháng lương đầu tiên của tôi anh em ạ. Tháng lương của tôi đầu tiên của tôi là 4.880.000. Thì nó cũng không phải là con số nhiều, cũng không phải là
một số nhiều, nhưng mà tôi sẽ rất là trân trọng, bởi vì là đây là những công sức của tôi khá là mệt để có thể có được cái số tiền này. Còn cái chuyện buồn như nãy tôi đã nói thì là anh em ạ, chuyện buồn là hôm nay là bình thường là 15 là trả lương rồi anh em, nhưng mà hôm nay tận 16 rồi vẫn chưa thấy gửi tiền về tài khoản anh em ạ, cũng khá là buồn. Bây giờ vẫn còn chưa có tiền về tài khoản anh em, thế là công ty lại chậm lương. Như anh em mà nộp chậm doanh thu thì sẽ là bị chỉ nộp chậm một tiếng là khoảng 15-20 phút thôi là đã phạt 150.000 rồi. Thế công ty lại chậm lương, nhưng mà bây giờ mình chấp nhận thôi anh em ạ, mình đã vào làm thì mình chấp nhận. Ok, thì đấy, clip này tôi chia sẻ về cái lương nha anh em nhé. Trong quá trình này tôi đang trên thành phố Thái Nguyên anh em, trên thành phố Thái Nguyên chờ khách về, thì tôi cũng chia sẻ cho anh em cái bảng lương, cái tháng lương đầu tiên của tôi như vậy đấy. Rồi ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ cái tự clip này tôi sẽ dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau anh em nhé. Ok, chào tạm biệt anh em.